Đàn bà bây giờ á, nó ghê gớm lắm. Bước đầu á, thì nó ngọt ngào với mình, nó lợi dụng, nó dụ dỗ mình, nó ăn ở cho có con, nó hưởng mình cho đã, rồi bắt đầu nó quay lại nó uy hiếp mình đó. Phải ngọt ngào, phải yêu thương nó chứ thôi á, nó bỏ nó đi cái là mình nuôi con thấy mẹ mình luôn, nó chơi hàng gài không, thấy cái mặt nó biết thủ đoạn. Ủa sao ông đi đám mà ông chạy gì đây? Rồi sao tôi nghe đẳng gum sùm cái gì đẳng vậy? Nghe nói dòng họ nhỏ gì đó quánh ông dữ lắm hả? Tôi với nhỏ kia xong ca có một bản mà nó quánh tôi gì Bản gì? giọt sữa cuối cùng. Ủa cái bản đó có một người một ca mà với đào nữa gặp ông đâu đó mà bị quánh. Trời ơi, xong ca tôi đóng vai con giọt sữa cuối cùng đó, Rồi làm gì quánh ông? thì nhỏ kia ca giọt sữa cuối cùng con bú cạn nghe con, rồi lúc ngưng cái nhịp đó rồi tôi đè nó bú, tôi muốn gì cho sạch thôi, bú quá trời luôn, rồi dòng họ nó bu lên quánh tôi quá trời luôn. Vậy cho tôi đóng vai con không bú rồi sao mà diễn xuất. Ôi là giờ người ta chỉ ca rồi đóng vai thôi, ai kêu ông làm thiệt. Thì cái vai đó thì vừa ngưng nhịp tôi chỉ có khóc với bú thôi chứ làm gì. Gì? Sao á, người ta cắt nhà nghỉ để làm gì vậy? nhà nghỉ hả? Ừ. Trời ơi, người ta cắt nhà nghỉ đặng cho người ta vô, người ta nghỉ cho nó khỏe. Tôi thấy rồi, vô đó có khỏe gì đâu, ra còn mệt thêm. Ôi là trời, sao bà biết? Bà có vô lần nào không mà bà biết? Ôi là trời, nhỏ này. Đón gì? Ủa anh đâu mới về? Làm tôi kiếm muốn chết luôn, đi đâu sáng gì mà đi đâu dữ vậy? Trời ơi, thằng Hiếu nó hốt ông già nó. Trời ơi, sao kỳ vậy con mà đi quýt ông già hả? Bởi vậy mới nói. Sao vậy? Cái chuyện đó gì nè. Sáng nó đi bằng đốn cây cho người ta. Cái tới giờ nó đói quá đi, cái đâu nó về. Vợ nó đang cho con bú. Cái ông vô ông chỉ dẫn với cháu thôi. Ông thử nhỏ coi sao, ông nói ông nội bệnh vú này con bú vú nào. Cái nhỏ quay qua đây. Cái ông nói gọn nội bệnh vú đây con bú vú nào, cái nhỏ quay lại cái ông lấy hai tay ông nội bệnh hết hai vú rồi con bú vú nào, nó thấy nó bực bội nó giục cái búa xuống, nó nhảy vô nó còn đánh đường này rồi bà đỡ đường nào. Hốt là ông tôi đi lặng thì ông khóc tầm lên, lúc đó ông kể cho tôi nghe, ông nói mình nắm coi nó hiểu, nó bú vú vợ tao 2-3 năm trời, nó nịnh lúc nào nó nịnh mà vú vợ nó tao đặt cái tay vô chút xíu mà nó quánh tao cỡ đó. Rồi thôi tôi nói thôi lỡ rồi, mà tôi nghe ông đã mà tôi ngứa hai tay tôi trời. Ngày xưa mình cũng xinh đẹp như mì lắm chứ, mà không biết ổng xài cái kiểu gì mà bây giờ như ổi mì mắc mưa vậy, ra đường ai thấy cũng chê. Ôi là trời, vậy có người thấy rồi đó hả? Ê, chết mẹ à. Trời Quên ơi, trời ơi, tôi cũng như này nè, xăm xăm nè. Ông làm gì ông gầu hoài vậy? Có gầu rồi cũng mất rồi. Nhưng mà tôi tức, tôi nói cho các bạn nghe nè, mình mới bị người ta dẫn chiếc xe lấy mất tiền, nhưng mà tôi tức mình á, tôi không biết á là nó mới lấy thất thì hay là nó lấy hồi lúc đầu hôm. Thà nó lấy mới thất thì còn đỡ, phải chi nó lấy mới chạng vạng mới chờ giờ phút mình mà nó lấy thì nó chạy tới giờ banh mẹ chiếc xe luôn. Rồi dòng thứ ba cái xe mà nó ăn trộm cắp nó chạy hết ga không, rồi không biết có sánh vô trụ đá rồi không, banh chiếc xe luôn. Trời ơi. Ôi là trời, thì nó về nó lấy rồi nó muốn chạy banh cũng là của nó rồi, có lấy để được đâu. Đã biết tôi thương chiếc xe cỡ nào, tôi xài kỹ, xài về tay nó xài ẩu xài tả banh chiếc xe luôn. Nghĩ á, lòng tham con người không đáy thiệt, mà ăn gì mà quá trời ăn luôn, nào là thực vật nè, động vật nè, con nào cũng muốn ăn hết trơn, riết tới con người cũng muốn là ăn con người. Người với người sẽ ăn được bà nội. Vậy chứ không ăn sao thèm. Trời ơi. Ông không nghe ai nói đâu, tôi thèm nhỏ này thèm nhỏ kia, tôi thích nhỏ này thích nhỏ kia, cái gì cũng ăn. Tôi thích là tao nói ấy ăn uống gì không biết hết nói nổi luôn. thì có những thứ ta ăn được ta chơi, ăn gì thì gì ăn được thì chơi,
tại tôi thích mình ta ăn được thì đi chơi. Ô, ăn thịt gì đây anh? Gì kia gọi sáng cho thủ ngủ sáng làm. Trời ơi, thở không á mà nghèo, còn hơi đi làm chết mẹ mà nó cũng vẫn nghèo. Thở không. Tức là người ta nghèo mà cơ thể người ta còn khỏe, nhưng mà chết mẹ mà cũng nghèo, cơ thể banh thành hết trơn. Tôi nói nhiều cái anh em của tụi mình đó các bạn, trách nhầm vợ mình. Cũng như mới hôm nè, tôi đi nhậu về, cái này kia tôi ngủ ghiền, hôi gụ, cái tôi ngủ ghiền, cái nó lục đục, nó lấy cái cây kéo á, cái nó hớt cái mùng lên, nó hớt qua, hớt xuống, cái nó kéo, nó lấp xuống. Thế sao mà thôi, tôi nói kệ, mũi vô mũi, bây giờ buồn ngủ quá rồi, say ngủ nữa, cái tôi nằm chút xíu, cái tôi thấy nó đi gà. Cái đầu nó nắm cái đó, nó kéo lên, nó dán băng keo lại. Tôi nói trời ơi, thì ra tại dặn gì chứ, vợ mình thương mình lắm. Tôi mơ cái chập mắt lên, tôi nghe nó lẩm bẩm, nó nói, nhiều mũi đầy đủ rồi, không dán lại đây, nó bay ra. Trời ơi, tôi say quá tôi ngủ luôn, tới sáng tôi nói mẹ sẵn mình. Thôi thôi tôi lại luôn, nó lo này.